Nghỉ trưa cả nhà ơi, này rắn hai mấy rắn sáng bắt được nè, giờ nấu cháo nè, nghệ với lại cháo rắn này nãy đập mấy tép xả vô nữa ngon. Đây giờ nghỉ trưa ăn cháo rắn với mồng tơi rau đắng nha, rau đắng ở đây nè, đắng mồng luôn rắn đắng mồng luôn nha. Quạt đâu ta? quạt gì bóng mát rồi, quạt gì không có tắm mà không quạt nữa chứ Sợ mày chứ. lo gì, Vậy ta đem vô à? không có quạt nữa, không tắm mới trưa nắng không tắm đổ mồ hôi không tắm rồi Rút ông lấy nước, quạt quạt cái nữa rút hả? nước Ngon, vô. phải thủ phần Ừ. thuốc cảm hay sao. Trồng ra vô miếng ha. Trồng ra đi đó giờ à, cả nhà xem ha, lọc to này xong rồi nha, lát ăn nghỉ ngơi chút xíu mất mát làm trước nha. Đó, giờ xây Giờ camera rồi nè, có rồi đúng không? đó giờ là bây giờ là xong rồi, bây giờ mình ăn nhậu nha. Còn Thành mày không giải phụ mà mày cứ bật khoát trực tiếp lúc nào thì cũng coi trước đơn mày nè, mày nói không mời luôn vô nói nè, là kêu con hổ mèo hay gì nè, con này là con hổ mây nha, còn con cá cá ở đâu mất tiêu không biết. Chưa làm cái chảo cho gì bảy nữa. Ok, đầu mặt đất giá lên hàng xuống thay nổi tiếng này, làm cho xong cái máy đi, có lắp dắt đâu. Rồi cô bước làm cái cọc giữa. Còn mấy anh kia không? Anh cửa kia. Này à, giữa cái cửa. Giữa chỗ đó. Cột hai dây á. Có chỗ vào bên đây, chỗ vào bên đây. Giờ tới hay gì? Này chưa. Man lát vậy nè. Mình quay. Rồi Nguyễn Tiến Cường nè. Chào. Quay nhậu nè. Ông vô ông làm liên khúc luôn. Đủ lê. Mở xin chào. Kiếm ủa phụ hơn đi chơi. Con người sáng mới làm con hổ mèo nó phụ mình gắn nè. Con bên chòi bánh bán được hổ mây. Sáng mới đập kiếm con cá kéo rồi đâu mất tiêu. Mới làm con cá kéo nè. Có phải không? Rồi. Làm gắn hổ mèo Ấn Độ đó, cái vừa đập xong cái nó điện tới. Cậu có làm gì không? Có làm đây nè, tao muốn mới đập con nè, hai cáp hai con. Cái chạy ra ngoài đường mới lấy cây mũi khoan làm con cắt ké nữa. Cắt ké đúng bự không chứ được đang ở ngoài được mình hả? Được ấy chứ được mình thì được bào phải không? Giờ điện dễ gì nữa ăn cương mà bữa nay chai hả? Ôi rượu mấy đó rượu có khi rượu cũng tắm tốt hết. Có sao do rồi ngồi ăn theo luôn quát rồi hổm cùng ở đây. Con trai ngồi nhẹo gồng 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 lát quất trứng vịt luôn chứ hiểu nổi. Tu tâm tu tánh không cái có khi mình không có mần á thì mình ăn chay được, còn có mần cũng qua chứ ra tặng bọn mình mà đó là qua mình ép mình ép mà mình đủ mình ăn mà mình nói bậy bạ vậy. Liên khúc con trai mà cũng vốn không chết ra mà chia đều quá của liêu là về vậy. Nghĩ lại mình khùng luôn. Đứng hồi rượu má đổi mà anh chia đều luôn đúng quá thì đều phụ thôi. Đứng sau thấy giấy tầm với này kia nào nó đưa đổi cho đổi cái, thôi, cái trước đó. Anh cũng chia đều đó anh đều hết. Cái đó thí được đặt cũng chia người trăm đó. Quá sợ. Anh đều hết à. Bữa nay 232 272 hả? Ủa, có rồi hôm trúng cái đó, trúng hai đều cái đó mạnh ngồi rung buồn. Đâu có ngờ cũng trúng ngồi chơi chứ. Phụ nổi chứ một chồng ở trong cái tủ kiến vậy mà nó bốc ngay cái số mình mà đâu phải là chuyện dễ đâu. Anh xui. Đó.
Hình như kêu bữa trước là kêu 248 hay nhiêu ta? 248 2 84. Mình 284, nó 24 nó 84, mình 248.